Xin chào quý bà con nhà nông, trên tay em cầm là chai thuốc trừ cỏ hiệu Tara Super 5EC, loại chai nhỏ dung tích 80ml, một giải pháp hoàn hảo cho việc diệt trừ cỏ dại sau khi nảy mầm. Tara Super 5EC chứa hoạt chất chính là Guaiacol với hàm lượng 50g trên 1 lít. Đây là thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm chuyên diệt trừ cỏ lá hẹp trên các cây trồng lá rộng như đậu phộng, đậu nành, bông vải, khoai mì và mè. Tara Super 5EC có hiệu lực cao nhờ khả năng hấp thu và di chuyển nhanh vào thân lá cỏ trong vòng vài giờ, giúp diệt trừ hiệu quả các loại cỏ lá hẹp và lúa rài tái sinh từ hạt trong ruộng. Cách sử dụng Tara Super 5EC rất đơn giản và hiệu quả. Bà con pha 20-25ml thuốc cho mỗi bình 8-10 lít nước, sau đó phun 4 bình cho 1.000m², lượng nước phun từ 320-400 lít trên mỗi hecta. Để đạt hiệu quả tốt nhất, quý bà con nên phun thuốc khi cỏ được 3-5 lá, phun sau khi trồng 30 ngày đối với sắn, phun sau khi trồng 14 ngày đối với bông cải và phun sau khi gieo hạt 3-5 ngày đối với lạc. Lưu ý, Tara Super 5EC không sử dụng trên các cây trồng lá hẹp như lúa, bắp ngô và mía. Thuốc độc với cá nên không sử dụng trong khu vực nuôi trồng thủy sản. Thời gian cách ly không xác định. Tara Super 5EC, giải pháp hoàn hảo diệt trừ cỏ dại sau khi nảy mầm, bảo vệ cây trồng và mùa màng của bà con. Nếu bà con còn bất kỳ thắc mắc gì về sản phẩm, có thể gọi về hotline hoặc bình luận phía dưới video này. Bên em sẽ có đội ngũ chuyên viên hỗ trợ tư vấn chi tiết cho mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo nhé.